Rồi giờ đi chơi, đi vòng vòng chơi, đi Ducati là dích chính. Mà phải dắt bộ anh em à. Tại ở trong đây người lớn mà đi ban đêm phải dắt bộ. Xe đó khỏi cần dắt đi. Xe đó có ồn đâu. Rồi ra đây để máy chạy. Ducati dắt nhẹ lắm anh em. Đây. Ngọt cây anh. Đã lắm, ngồi đã lắm, Ducati ngồi đã lắm. Lâu ngày đổi nón này lại nó ngợp vãi luôn. Chạy luôn. Đu là phải chạy luôn.
14 tuổi chạy rồi 15. 14 tuổi anh em à, 14 tuổi mới chút xác rồi nè.
chạy đường này không? Đủ má Ducati mình mà chạy quận 1 mà đủ má chỉ có chết thôi. Má con này chén cổ êm ghê luôn, mặt là thấy không?
Cái gì mày đi net hả? Hai mày đính đi net hả? Lâu lâu chạy một bữa đã thôi anh ơi. Sao giờ chạy về Phan Thiết luôn nè. Mở cửa nữa kìa. Ủa má xe này giờ Phan Thiết khú rồi thôi chứ. À, chạy chắc tao chạy ở trên nhà tao dưới nhà mày nghe quá. Má nổ vậy thôi, nãy mà xuống mấy cái cầu á rồi má xuống. Xuống mà nổ bầm 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 bầm. Thấy không? Đi mô tô là đi không ai hay, về không ai biết. Chơi là phải chơi đẳng cấp vậy á. Chứ đâu phải là đổ đi đầu đường người ta nghe đâu. Mở điện lên luôn Bi. Bi phải chạy chiếc đạp điện vô trong luôn mới có chỗ đi mấy con này vô. Chắc chứ điện xuống Bi. Điện